nằm mơ thấy giết người điềm gì? Nằm mơ thấy giết người là điềm gì hên hay xui? Giải mã giấc mơ, chia sẻ những giải mã để bạn hiểu thêm về điềm mơ này nhé, tránh tình trạng lo lắng. Nằm ngủ thấy mình đồng phạm giết người. Điềm báo không may mắn cho bạn, chuyện làm ăn hợp tác ngày càng giảm sút, có chiều hướng đi xuống. Vận trình sự nghiệp ngày càng bất ổn, kinh tế eo hẹp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mơ mình giết chết người khác, điều này cho thấy bạn đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, trong công việc. Điều này khiến tinh thần bạn có những suy nghĩ lệch lạc, có ý định giết người để giải quyết mọi mâu thuẫn trong thực tế. Nếu bạn gặp phải giấc mơ này, bạn nên bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi vấn đề xảy ra, tránh làm điều sai trái phạm vào vòng lao lý. Chiêm bao thấy hung thủ giết người. Giấc mơ cảnh báo bạn cần cẩn thận và chú ý hơn lời ăn tiếng nói trong giao tiếp. Tránh tạo mâu thuẫn, xung đột, một câu nhịn chín câu lành, đừng vì một phút nông nổi mà dẫn đến sai lầm trong tương lai. Mơ người lạ không quen biết giết mình, bản thân bạn khỏe mạnh, trường thọ. Mơ thấy mình bị giết chết. Giấc mơ báo hiệu cảnh báo bạn sắp gặp một số tai nạn bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng. Hãy cẩn thận hơn trong việc đi lại, lẫn lời ăn tiếng nói trong giao tiếp. Tránh gây mâu thuẫn, xung đột với người xung quanh. Mơ thấy quan tài người giết chết. Điều này cho thấy bạn và gia đình sắp đón nhận tin buồn. Các thành viên trong gia đình hãy cẩn thận và chú ý hơn trong việc đi lại cũng như lời ăn tiếng nói trong giao tiếp. Tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Chiêm bao thấy có người muốn giết bạn, điềm báo giữ bạn có thể bị đâm sau lưng bởi người quen. Nằm chiêm bao thấy mình giết chết kẻ thù. Điều này cho thấy chuyện làm ăn kinh doanh của bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Doanh nhân chiêm bao thấy giết người thấy máu, vậy kinh doanh sẽ kiếm được một khoản tiền lớn trong làm ăn. Nằm ngủ thấy giết đồng nghiệp. Giấc mơ này cho thấy bạn và đồng nghiệp đang có nhiều mâu thuẫn trong công việc. Xung đột mâu thuẫn ngày càng lớn dần nếu không được giải quyết thỏa đáng. Mơ thấy giết người yêu, mơ thấy mình giết chết người yêu. Điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang ở bờ vực sâu thẳm. Tình cảm yêu đương xảy ra tranh chấp, mơ thấy giết người yêu cũ, mơ bạn đang cố gắng giết người yêu cũ là dấu hiệu tốt. Bạn có thể chấm dứt mọi sự oán hận và thất vọng do người ấy đem lại. Giấc mơ này cho thấy bạn đang giết chết những cảm xúc tiêu cực để bắt đầu một mối quan hệ mới. Mơ thấy giết người thân khám phá những lời báo hiệu cụ thể về cuộc sống thông qua giấc mơ giết người thân. Nằm mộng thấy người thân, bạn bè bị giết chết, báo hiệu các mối quan hệ của bạn đang gặp chút rắc rối và đau buồn. Vì một chút hiểu nhầm mà tình cảm bạn bè, người thân ngày càng xa cách. Nếu bạn mơ mình giết chết em gái mình, điều này có thể báo hiệu một lần nữa những khó khăn trong mối quan hệ. Và đó là thời gian để suy nghĩ về cách bạn hòa hợp hơn với họ trong tương lai. Mơ thấy giết người đi tù, lý giải ý nghĩa giấc mơ thấy giết người đi tù chuẩn nhất. Nằm chiêm bao thấy mình giết người đi tù, bạn sắp trở thành người có tiếng tăm trong xã hội, bạn sẽ làm những công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng. Mơ thấy giết người đánh con gì? Chiêm bao thấy người thân bị giết chết, đánh đề số 25 hoặc 53. Mơ giết chết người lạ mặt, đánh đề số 47 hoặc 83. Nằm mơ mình bị giết chết, đánh đề số 11 hoặc 32. Ngủ mộng thấy mình giết chết đồng nghiệp, đánh đề số 15 hoặc 38. Nằm chiêm bao mình giết chết người thân, đánh đề số 09 hoặc 31. Nằm ngủ thấy hung thủ giết người, đánh đề số 17 hoặc 51. Nằm chiêm bao thấy giết người bằng cách treo cổ ghi lô 86. Chiêm bao thấy mình giết người, đánh đề số 47, 83. Chiêm bao thấy giết chết bản thân, đánh đề số 13 hoặc 46. Ngủ thấy mình giết chết người yêu, đánh đề số 24 hoặc 52. Chiêm bao thấy mình giết chết kẻ thù, đánh đề số 19 hoặc 41.